Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Trong phần này thì chúng ta sẽ đi chữa bài tập quản lý sản phẩm. Bài này thì chỉ có một bảng thôi, là bảng product, sẽ gồm các trường thông tin là tên sản phẩm, mô tả, thumbnail, price và ngày tạo, ngày sửa. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng cái dự án về thằng Spring MVC để tạo ra cái dự án này. Thì trong phần này nó gồm có chức năng như sau: một là hiển thị danh sách sản phẩm, thêm sản phẩm mới, sửa sản phẩm và xóa sản phẩm, và tìm kiếm theo tên sản phẩm, sử dụng mệnh đề line đó. Thì cái này các bạn để ý này, chúng ta chỉ cần sử dụng duy nhất một cái controller này để xây dựng ra project này thôi. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn kích chuột phải lên đây thôi, các bạn chọn bằng Java Web, chọn Web Application ở đây. Các bạn tạo dự án này ra thì cái mã đề này là 1994. Các bạn có thể cho là bài tập 1994 như thế này cũng được. Sau đó là ấn Next thôi. Tiếp tục Next. Phần này các bạn chọn là Spring MVC này. Vậy là ở đây chúng ta đang dùng bộ framework 4.0.1 nhé. Ở đây tiếp tục, chúng ta dùng đuôi định dạng là .html đi. Chúng ta dùng kiểu đấy cho nó hay hơn. Buổi sau nhé, chúng ta dùng cái này cũng được cho nó tiện. Sau đó là các bạn kích vào phần tạo project này. Thì bọn em làm cách này cũng được, bởi vì chỉ là Spring MVC mà. Database các bạn dùng theo kiểu persistent được hoặc Kubernetes được, tùy nhé, cái đấy không quan trọng lắm. Rồi các bạn để ý nhé, bước đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải cấu hình dự án cho thằng Spring MVC này để cho nó nhận các cái bộ controller. Trước tiên là chúng ta viết ra một cái phần controller trước tiên đã, sau đó là chúng ta sẽ test cho nó nhận cái bộ controller bằng cách nào nhé. Tức đầu tiên đề bài yêu cầu các bạn tạo ra một cái controller là Product Controller này. Chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây các bạn tạo ra cái controller là tên, các bạn để cho nó ở trong package ở đây là Ubisoft. Rồi các bạn đặt tên cho nó là product controller như này. Ok, sau đó là ấn finish. Rồi, thầy đang quay. Rồi, để thiết kế ra được một cái bộ controller ấy thì các bạn sẽ cần phải cài đặt vào các annotation là controller ở đây, các bạn đặt nó vào đây. Để cho nhiệm vụ cái này là do cho các cái bộ thằng Spring MVC này nó sẽ làm nhiệm vụ quét tất cả những cái annotation này thôi. Các bạn chọn đến cái trên này, cái này là xong nhé. Trước khi làm về cái này, chúng ta sẽ quay sang phân tích cái dự án của các bạn một chút để chúng ta triển khai này. Thì ở đây chúng ta sẽ thiết kế một cái controller là product. Phần này các bạn sẽ thiết kế như sau, là về các cái root cho các chức năng này. Thì các bạn để ý, ok, tức là cái phần product này, controller ở đây thì nó sẽ gồm như sau. Cái thứ nhất là cái chức năng là hiển thị danh sách sản phẩm ấy. Thì ở đây chúng ta đặt cái root của nó tên là lead nhé. Thì các bạn để ý này, cái root lead này đây, cái đầu tiên, chức năng đầu tiên là chức năng hiển thị danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm thì đầu tiên các bạn phải cần định nghĩa cái root root của nó trong thằng này, cái root root đây các bạn sẽ đặt tên cho nó là lead nhé. Tiếp theo nữa là cái function trong product controller của nó, các bạn có thể đặt tên cho nó là trang show product lead cũng được. Đây là cái function để hiển thị ở bên trong controller này.
Và các bạn để ý nhé, là do chúng ta thiết kế theo kiểu dạng module chức năng nên các bạn sẽ đặt một cái root gốc cho cái này là product. Chúng ta sẽ và tiếp theo nữa là cái view. View ở đây các bạn dùng cho nó là trang đặt tên cho nó là lead này, trang JSP nhé. Rồi, tương tự như thế là chức năng thêm sản phẩm mới. Thêm sản phẩm mới. Thì ở đây root các bạn đặt tên sẽ là app. Rồi, cái sản phẩm này cái function để hiển thị nó thì đặt là view product chẳng hạn. Nhé, và cái view các bạn đặt tên cho nó là gì? Gọi như là view cũng được, JSP như này thôi cho nó đơn giản. Sửa sản phẩm thì các bạn để ý là cái root sửa sản phẩm thì chúng ta dùng chung với root này đi, chúng ta cho chung view đi, cũng là view. Chẳng qua nó khác nhau ở cái chỗ là root thì vẫn là view thôi, nó khác ở cái chỗ các bạn truyền ID của nó sang ở đây nhé. Lát nữa chúng ta sẽ hiểu cái này sau. Và cái function cũng là view product, nói tóm lại là cái chức năng là sửa sản phẩm và chức năng thêm mới sản phẩm các bạn thiết kế chung ở đây, và xóa sản phẩm. Xóa sản phẩm ở đây thì các bạn cũng đặt cái root cho nó đặt tên là delete chẳng hạn này nhé. Function trong nó là delete product như này, và cái này không có view, chúng ta chỉ cần dùng function chức năng thôi. Và tiếp tục nữa là phần lưu. Phần lưu này lưu cái phần các bạn thêm mới hoặc là update đấy, thì với cái thằng này các bạn sẽ định nghĩa cho nó một cái root là nút save. Và tiếp tục cái function của các bạn đặt tên là save product như này cũng được. Và tiếp tục nữa là cái view. View thì cái này không cần nhé. Thế thôi, vậy là phần thiết kế của các bạn như thế này là đã xong cái phần controller này. Thì chúng ta sẽ bước đầu tiên là để hỗ trợ cho chúng ta về phần cấu hình. Chúng ta chưa cần thiết kế cái này vội, chúng ta sẽ viết mỗi cái thằng show product này thôi. Thế thì các bạn sẽ triển khai như thế nào? Ở đây các bạn sẽ đặt cho nó một cái thằng map, request mapping. Rồi, ok. Này đặt value. Các bạn chuyển cái root gốc hoặc là product vào đây. Sau đó là dùng đến thằng public string. Chúng ta sẽ return về cái view list của nó. Ở đây các bạn sẽ dùng request mapping. Ok. Value ở đây chính là list. Đây, chúng ta chạy theo phương thức ghép của thằng này. Như thế này là xong đã nhé. Chúng ta thiết kế cái này để cho chúng ta chuyển sang phần cài đặt cái thằng này cho nó nhận cái controller trước. Thế thì cái phần này khá đơn giản thôi. Cái này các bạn có thể tắt đi. Cái này các bạn cũng có thể tắt đi. CSV cũng tắt đi. Đây. Cái đầu tiên là chúng ta phát triển theo mô hình MVC, thì chúng ta có thể sửa cái này lại cho nó nhận là theo kiểu dạng một cái view cho nó hay. Đây, đặt tên là view đây thay vì MVC chẳng hạn. Rồi, ok. Thế thì chúng ta sẽ cấu hình như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ sửa lại một chút. Đây, để cho nó nhận cái folder view này làm cái chứa toàn bộ các cái view để nó quét trong cái thằng MVC của các bạn, trong controller. Tiếp theo nữa là các bạn cần cài đặt để cho nó nhận, tức là để cho cái thằng cài đặt của thằng Spring Boot này nó có thể nhận ra được toàn bộ cái thằng controller này, nó quét và nó có thể nhận diện ra được cái annotation kèm theo các cái root ở đây. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn chỉ cách thiết kế khá là đơn giản thôi. Các bạn copy rồi các bạn mở ra copy thành hai dòng thôi. Ở đây các bạn sửa thành hai chữ context
và sửa lại cái thằng này thành chữ MVC. Tiếp theo nữa là đến cái chỗ này, các bạn sửa lại thành context, sửa nốt cái này context. MVC. MVC. Rồi. Sau khi mà làm xong cái này, các bạn add thêm vào hai cái cấu hình của thằng này, một là context 2 chấm. Rồi các bạn truyền cái thằng component scan vào đây. Các bạn đưa cái đường dẫn mà chứa các bộ controller của cái dự án này. Đây là cái backkit của nó. Rồi, như này là coi như là các bạn đã xong phần này rồi. MVC 2 chấm. Các bạn truyền một cái đường dẫn nữa. Travel pin này vào. Như thế này là coi như là đã xong cái phần cấu hình. Các bạn check lại xem nó đã gen chưa. Vậy là coi như là đã đủ cái thông tin rồi. Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta là test xem cái phần cấu hình này của các bạn đã thành công chưa, xem nó đã nhận được cái page này chưa. Thì bước đầu tiên các bạn kích vào đây, các bạn chạy cái project để xem nó nhận được cái cấu hình của các cái controller chưa. Sau khi nó nhận được rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào code. Các bạn đợi một chút để cho nó thực hiện quá trình là build. Build xong là chúng ta sẽ triển khai các cái phần kia. Rồi, đã xong. Rồi, chúng ta có thể test cái
Product lead. Đây là product lead.html. Ok, cái này nó chưa có cái view đó, chúng ta sẽ add cái view này vào. Là lead.php. Rồi ok, chúng ta check lại này. Vậy là như thế này, nó đã nhận ra được cái phần cài đặt rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần triển khai. Thì các bạn để ý này, chúng ta có thể viết hết các cái function đây ra. Là dùng chức năng ở đây chẳng hạn. Các bạn mở controller ra này, code hết các cái function ra, sau đó là chúng ta sẽ viết từng chức năng. View này, lưu này, xóa này, này chức năng thôi. Ở đây chúng ta đặt là delete. Thực ra là các bạn viết nguyên delete này được. Delete, cái này hoạt động theo phương thức post này. Rồi, ở đây là save. Post. Ở đây là view. Các bạn có thể sửa đi. Rồi. Như thế này là chúng ta đã viết ra cái phần xong, cái phần là các cái root của nó. Chúng ta sẽ đi triển khai lần lượt từng chức năng là hiển thị danh sách các cái sản phẩm trước tiên đã nha. Thì việc đầu tiên các bạn sẽ cần phải tạo database trước của cái dự án này. Phần database thì khá là dễ thôi, chúng ta tạo ra một bảng create table product. Chúng ta sẽ gồm có ID, int, primary key, auto, cram. Thì các bạn nhìn nhé, nó sẽ gồm có các cái tên như là tên sản phẩm, tiêu đề, chẳng hạn, vacha, 5, 150, nốt luôn. Tiếp theo nữa là tiêu đề sản phẩm, mô tả, thumbnail. Content, text, thumbnail và varchar, file, load, data, load. Tiếp tục nữa là create date time và analytics. Date time, những này các bạn đã copy, chúng ta đẩy vào đây. Thì các bạn vào trong cái phần phpMyAdmin này. Rồi chúng ta tạo ra một cái database. Chúng ta import cái cho nó chạy lệnh để tạo. Ok, các bạn có thể fetch một hai sản phẩm vào đây để test trước tiên cho nó dễ. Ok, tiêu đề đi, gọi là sản phẩm 1, nội dung ABC gì đấy. Thumbnail, các bạn có thể kiếm một cái link hình ảnh ở đây. Đây có thể kiếm một cái link. Ra bạn. Okay.
Đây chúng ta đã có hai sản phẩm rồi. Các bạn là sửa ở đây đi sản phẩm 2 đi chẳng hạn. Nhìn cho nó khác. Rồi, vậy là phần database này của các bạn đã ok nhé. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là gen cái dữ liệu này. Thế thì việc đầu tiên là các bạn cần phải có một cái thằng JDBC driver MySQL Maven. Các bạn download cái bộ thư viện này về để nhúng vào database vào project của bạn. Đây các bạn vào cái phần project tạo cái folder copy nữa bạn. Ok. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nhúng cái thư viện đấy vào project của bạn, kích chuột phải đây đó, chọn ra đây. Add ra. Rồi phần này là đã ok, sau đó các bạn thực hiện quá trình gen cái entity của nó ra.
Sau đó đây, phần này các bạn nhập cái tên database vào. Các bạn xóa cái này và click vào phần test connection xem đã kết nối thành công chưa. Rồi ok. Sau đó next thôi. Next thôi. Và rồi các bạn ấn ok. Rồi các bạn đẩy hết các bảng xuống đây. Ok, chúng ta đẩy nó vào một folder entity. Ấn finish thôi. Các bạn đợi một lúc nó sẽ gen hết các cái class tương ứng của từng bảng. Rồi tiếp theo là các bạn sửa lại cái persistence một chút. Ở đây nó đang chạy theo kiểu thằng GTA, các bạn sửa để cho nó chạy theo thằng local resource cho nó dễ. Rồi các bạn sửa lại tên database tí thôi, cấu hình không này các bạn à. Ok, ở đây chúng ta đưa cái đường dẫn của cái entity vào. Đây, proc. Rồi, ok. Như thế này là coi như là chúng ta đã xóa nó đi. Rồi ok, phần này là đã được rồi. Vậy là phần có phần cấu hình về persistence của bạn đã xong, và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là đọc dữ liệu từ database đổ ra thôi. Các bạn mở kết nối bằng thằng entity manage. Persistence.
Rồi, các bạn lấy cái unit này xem. Đây là để lấy danh sách tất cả những thằng sản phẩm ra này. Thì chúng ta dùng theo cách đó cho nó nhanh. Rồi, ok. Các bạn khai báo một cái list để lấy dữ liệu. Bây giờ các bạn sẽ đẩy cái dữ liệu này sang phần view bằng cách là các bạn khai báo một cái model map ở trên này này. Sau đó các bạn đẩy dữ liệu sang. Key này các bạn có thể dùng trùng tên cho nó. Rồi, ok. Những này là các bạn đã xong phần thiết kế. Và bây giờ chúng ta sẽ nhảy sang cái view để chúng ta hiển thị dữ liệu ra. Thì cái phần hiển thị dữ liệu thì các bạn có thể sử dụng đến Bootstrap để chúng ta hiển thị cho nó đẹp với nhanh. Đây chúng ta sẽ lấy cái form đăng ký này về Bootstrap cho nó tiện. Khi mà phát triển với cái hệ thống về thằng Spring hay là bất kỳ về Java web, các bạn phải code theo đúng chuẩn HTML5 thì nó mới nhận, nếu không nó sẽ gặp lỗi. Rồi ok, chúng ta sẽ sửa lại cái này để cho hiển thị được cái dữ liệu chúng ta thiết kế này. Lần số thứ tư hình ảnh tên sản phẩm giá bán discount sửa xóa title price discount sửa xóa. Ok, và đến đây chúng ta sẽ thiết kế một cái phần. Các bạn dùng for x của thằng GFTL để các bạn làm. Rồi, item.
Và đặt tên cho nó. Hai bốn sáu bảy, ok. Cái này là để hiển thị cái thứ tự, chúng ta dùng cái biến hỗ trợ của cái thằng GSTL là cái thằng này. Còn bây giờ chúng ta mới đến cái của chúng ta là hiển thị như này, thì khá là đơn giản đâu, dùng cái img src. Rồi thumbnail, cái này các bạn có thể cho cái độ rộng của nó nhỏ lại để tránh cái hình ảnh của chúng ta nó to quá. Rồi ok, thumbnail.title đây là hiển thị tiêu đề, giá rồi đít cao giảm giá và cao. Ok, chúng ta sẽ chạy chương trình để xem kết quả như thế nào nhé. Việc đầu tiên là các bạn clean and build lại cái cuốn sách như này. Tắt cái này đi. Rồi, ok, clean đi. Đây, có thể tắt cái này đi để cho nó chạy lại. Nhiều lúc là nó không xóa được cái folder kia nó lỗi.
Rồi chúng ta sẽ clean and build lại project sau đó là chạy. Sao cái này tự dưng lại lỗi nhỉ? Không thể xóa được project. Rồi chúng ta start lại hệ thống, cái này hơi mất thời gian.
Rồi chúng ta sẽ clean and build lại, đợi nó quét xong project. Thì xóa hết, đợi nó quét lại các thứ, để cho xóa hết mọi cái. Rồi, ok, đợi nó gen xong cái này là thành đã đến. Rồi chúng ta chạy lại dự án. Chúng ta chịu khó đợi chút. Phần thêm sửa xóa chúng ta sẽ làm ở video tiếp theo nhé.
Rồi, ok. Chúng ta sẽ như này là các bạn đã hiển thị ra được danh sách sản phẩm này, khá là dễ thôi. Chúng ta sửa thêm một chút. Rồi khi kích vào đây chúng ta sẽ nhảy sang trang thêm sản phẩm mới. Các bạn có thể rồi chúng ta sẽ thêm chức năng nữa ở đây, Boost. Rồi khi mà các bạn kích vào đây này, nó sẽ là edit này, khi các bạn kích vào đây sẽ là xóa nhé. Chúng ta sẽ hoàn thiện các cái chức năng còn lại của cái chương trình này. Kích vào đây để xóa sản phẩm, kích vào đây để thêm sản phẩm mới, thì nó sẽ nhảy sang cái trang edit, thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhé.